Thưa quý vị, thưa các bạn, Lào Cai là một tỉnh miền núi với nhiều địa điểm du lịch độc đáo như Sapa, đỉnh Ô Quý Hồ, Thác Bạc, Bắc Hà, vân vân. Với nhiều sản phẩm nông sản độc đáo, tỉnh này có nhiều tiềm năng để đánh thức và nâng cấp thành sản phẩm OCOP. Việc quan tâm đầu tư và tham gia sân chơi OCOP sẽ giúp nâng tầm sản phẩm, quảng bá hình ảnh du lịch các địa phương, nâng thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển du lịch, phát triển nông thôn bền vững. Lào Cai có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, bản sắc văn hóa đặc trưng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc hữu. Đây là tiềm năng lợi thế lớn để tỉnh phát triển các sản phẩm OCOP, thu hút khách du lịch. Nhiều điểm du lịch độc đáo ở Sapa như là bản Cát Cát, núi Hàm Rồng, đỉnh Phan Xipang, đỉnh Ô Quý Hồ, vân vân đang ngày càng hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Ngành công nghiệp không khói đã và đang đóng góp không nhỏ vào ngân sách tỉnh. Để hấp dẫn du khách, bên cạnh việc bảo tồn, tôn tạo các khu du lịch, tỉnh Lào Cai cũng đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh vào các điểm du lịch. Với 52 sản phẩm được công nhận cấp sao OCOP, cấp tỉnh và năm nay sẽ có thêm 20 sản phẩm đạt chứng chỉ OCOP, đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với chương trình lớn của quốc gia. Sự kiện tuần lễ quýt và các cái sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lào Cai được tổ chức tại siêu thị Bixi Hà Nội thì chúng tôi muốn được quảng bá, giới thiệu rộng rãi các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lào Cai, trong đó có sản phẩm quýt đến với đông đảo nhân dân cũng như là người tiêu dùng của thủ đô và các tỉnh lân cận, để cũng là bước đầu tiên là mở rộng thị trường ra các cái tỉnh ở phía Bắc cũng như là hướng tới toàn quốc, và cũng góp phần để cho các cái doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất của tỉnh Lào Cai được giao lưu, được kết nối giao thương với các nhà phân phối, đặc biệt là các nhà phân phối lớn tại Hà Nội. Quýt Mường Khương thì cũng trong huyện mình là có sản phẩm ở trong huyện, các đặc sản của huyện Mường Khương thì cũng đem đến đây để quảng bá, để cho người dân thủ đô được biết và sử dụng cái sản phẩm của huyện Mường Khương. Riêng của hợp tác xã thì có gạo giếng củ Mường Khương và tương ớt Mường Khương, và ngoài hợp tác xã ra thì còn nhiều hợp tác xã khác cũng có quýt rồi như chè rồi thì nhiều các sản phẩm khác nữa. Đơn vị hợp tác xã Mạnh Hương tinh dược liệu Mạnh Hương Lào Cai, chúng em xuống tới Bixi Hà Nội ngày hôm nay thì được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh Lào Cai và Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã kết nối và cho chúng em một cơ hội xuống đến với thủ đô với những các sản phẩm chúng em mang đi là 4 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Ngoài ra thì sản cơ hợp tác xã nhà em có một sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 mà để mang xuống giới thiệu với bà con ở thủ đô ngày hôm nay. Thì chúng tôi đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành là đăng ký nhãn hiệu rồi là thương hiệu sản phẩm, và để giới thiệu về các cái quy trình sản xuất và có những cái chứng nhận để xác nhận là cái quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc từ tất cả những thứ đấy theo cái quy định, để nó bảo đảm chứng minh được là cái chất lượng cũng như là cái yêu cầu về chất lượng hàng hóa. Trong thời gian tới, địa phương này sẽ tập trung triển khai hiệu quả dự án làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Na Lo, xã Tà Trải. Đây là một trong 10 thôn điểm của cả nước được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lựa chọn triển khai trong chương trình OCOP. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ đầu tư hình thành rõ nét các vùng chuyên canh sản xuất, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như vùng cây ăn quả ôn đới, dược liệu, chè hữu cơ, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các tuyến du lịch cộng đồng, du lịch làng bản, kết nối với các vùng sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực là người địa phương về kiến thức và kỹ năng du lịch nông nghiệp, tham gia liên kết các tour du lịch. Du lịch Lào Cai có nhiều tiềm năng để đánh thức và nâng cấp thành sản phẩm OCOP. Ngành công nghiệp không khói này đã và đang được tỉnh quan tâm, có nhiều chính sách khuyến khích phát triển và có định hướng lâu dài. Việc xây dựng các sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng đem lại nhiều lợi ích cho người dân và cộng đồng, từ việc khai thác, bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao thu nhập cho người dân và gắn kết với phát triển du lịch bền vững. Có thể nói những tín hiệu vui về lượng khách du lịch đến Lào Cai, tổng doanh thu từ du lịch tăng qua từng năm, đã cho thấy du lịch Lào Cai đi đúng hướng và được khai thác hiệu quả. Từ đây cũng mở ra nhiều cơ hội để các địa phương, đơn vị khai thác lợi thế sẵn có, xây dựng thành công những sản phẩm OCOP trong nhóm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng,
đưa những sản phẩm đặc trưng bước ra từ làng tới người dân và du khách.